cô chú anh chị và các bạn tiếp tục coi đây là bức tranh này. Mình nói chung là tên là mình cũng có một cái vai diễn là anh em YouTube quay đấy nha. Có anh Bầu Xô Quy Liên của chú anh chị và anh Minh Tứ nha. Có Võ Việt Văn và anh Chú Cảnh. Anh quay cho nó đẹp đẹp nha. Chú anh chị nha, anh đừng có quay cái mặt chị la la đấy đen nha. Người thay mặt của Linh Tý và chị Bích Trâm này đang đóng cùng với lại Hoàng Vy của Võ Việt Văn. Dài anh 2 tuổi. Đây là cà phê của Bùi Sơn. Đây là người này. Hiện tại là các diễn viên đang ở bên trong để trang trí, để trang điểm. Đó, bé Trâm Anh cũng chuẩn bị đóng vừa bắt bức ảnh đầu tiên. Hello anh Quy. Anh ơi, anh thấy hôm nay như thế nào anh? Anh chuẩn bị quay hả? Make up cho anh. Make up rồi, make up. Trời ơi. Trời ơi. Anh điện cho đàn em tới cái gì ạ? 500 anh em tới giờ. Đó nha, thì hồi nãy kéo cái màn này nè, đóng một cái khúc đầu tiên của chú anh chị. Trong đó có một cái vai diễn của em bạn em nữa, anh em YouTube nữa của chú anh chị ơi. Khi mà cô chú anh chị hãy hóng cái MV này nha, cô chú anh chị cài view. Khi mà anh Linh Tý Bá Trâm đưa ra nha cả nhà. Đây là MV người hay mặc nha cô chú anh chị các bạn. Để bắt chốt rồi nha. Đúng rồi, không mặc cái đẹp sẵn rồi. Thấy cái linh mà nhận mà bắt chốt. Không mặc cái đẹp sẵn rồi. Mình đi lấy hình nha. Đưa cái mặt cho phân nửa rồi, đúng rồi. Đi cà phê ra đưa cái mặt nha. Chứ đừng lấy cái mặt tôi kỳ đó. Trâm ơi, chuẩn bị Trâm ơi. Ừ. Đây, có cần tay gì chưa? Cái này là cái hình này là phải để bi ra mới lên nha. Dạ. Đừng có đưa ở đây nha, không ai quay cái thùng này đâu. Trong nhà chắc cái thùng nha. Chắc cái thùng nha. Được dài không? Đúng rồi. Anh Quy vay gì 500 anh em anh Quy? Phục vụ tí mới nói vay phục vụ rồi kìa. Phục vụ. Xin dữ lắm nó được cho được vay phục vụ chứ. Chị Kiên anh cũng có nè. Hơi khó gì là được rồi đó. Cố gắng nha con. Mình muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, mình phải cố gắng nha con. Cố lên. Hả? Đây là chờ ơi, chị bảy màu. Chị bảy màu. Ủa thấy giống cái tâm như cái tâm hả? Dạ. Trời ơi. Bận vô thôi. Ủa quay cái này được không ta? Được. Trời ơi. Sao bao nhiêu ạ? Sao bao nhiêu em? 38. Sao bao nhiêu mà to thế?
38. 38 hả? Wow, xe bự. To thế. Trời ơi. Ê, thổi giùm coi mấy má. Thổi giùm coi mấy má, trời có bong bóng luôn. Lỡ đang ngáy nó xẹp nó làm cái đùng rồi sao? Nó bể rồi sao ta? Tai nè. Nó bể một bên lớn bên nhỏ là chết luôn á. Lấy được không anh? Ê. Hey. Được rồi. Chứ được rồi. Chứ được chưa? Chọn cái này quá bự rồi. Quá trời cái rồi. Quá trời luôn. À. Đây là cái cảnh là đáng vừa chị bãi màu á. Lâu đầy hết. Ủa YouTube nó không có đánh khoe hàng hả? Có chứ. Ờ chứ mấy nền tảng khác ở trần là nó đánh bản quyền á, nó đánh khoe hàng gì? Khiêu dâm. Nó đánh khiêu dâm á. Trời ơi. Ai vậy ta? Chị chấm. Ai vậy ta? Trời ơi. Mới thấy thay đổi rạc liền của mọi người rồi. Ghê chưa? Rồi đừng quay chảnh đang thay đổi. Thấy ghê chưa? À, bây giờ khách rất là đông một chút đi. Đông luôn. Buổi sáng tại quán Lê là 181. À, con thiên lỗi cái nhà của em nói lộn, của con hủ tiếu và bình của bồn bùm nó em nói lộn cô chú vậy. Đây là 386 đường Lê Trọng Tấn, cô chú, phường Đại Thạnh, quận thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Đây cũng là quán cà phê bầu xô của anh Quy Lê nghe mọi người. Một lát đi nói cho nghe. Tên gì anh Quy? Tiết lộ được anh Quy. Một lát để nói cho nghe. À. Xí nữa anh Huy có một cái thông tin cực kỳ nóng nha mọi người. Ngày 9 tháng 9. Wow. Nóng nha. Sắp sang. Sắp sang luôn. Sắp sang. Mùng 9 tháng 9 anh. Đúng rồi. Trời ơi. Anh Huy bầu show của chị Hồng Loan tiết lộ những cái thông tin là rất là nóng luôn mọi người. Mùng 9 tháng 9. Sắp sang. Sắp sang. À, anh Quy Lê giữ bí mật xíu nha cô chú anh chị. Tình người miền cũng xin kết thúc clip ở đây. Đợi chút xíu nữa đi. À, đợi. Tại sáng mà mệt có chưa nói được, lát nói cho nghe. Ok. Giờ chưa có giọng chưa lên không? Đúng rồi, giờ chưa nói được đâu, lát nói cho nghe.